Hello, chúng mình quay trở lại với Văn Tục Siêu Cấp Trung và đến với một giò ăn gangplank của Captain Lăng Đi. Ngày hôm nay sẽ là một trận đấu giao hữu với các streamer Huya của Lăng Đi anh em nhé. Và đây sẽ là phiên bản 14.1 tiền mùa giải. Và cùng xem là gangplank tiền mùa giải sẽ có hướng build như thế nào. Let's go. Ok, gangplank tiền mùa giải trong tay của Captain Lăng Đi anh em ơi. Kèo đấu với Renekton của Husen thì phải. Và cùng xem là Ngọc Tái tổ hợp cùng với hướng lên trang bị mùa giải mới của gangplank thì Lăng Đi sẽ build như thế nào. Đòn phủ đầu. Phía dưới thì lấy hình như là cái lọ thuốc thì phải anh em ơi. Cái này nó sẽ giao hàng những cái lọ thuốc và phút thứ 2, phút thứ 4, phút thứ 6 nó sẽ có những lọ thuốc khác nhau. Bánh bích quy, thấu thị vũ trụ, thợ săn kho báu, mắt pro. Sát thêm cùng với máu. Đổi thành giày không ta? Không, quyết định không đổi thành giày miễn phí anh em nhá. Đánh bằng tốc biến và dịch chuyển khu đứng trên. Đó, một lobby có rất là đông các streamer của Huya. Họ được mời đến để đánh một cái trận showmatch tiền mùa giải. Và vì là các streamer Huya nên là họ đều có kỹ năng cá nhân rất là cao. Thì sẽ không phải là một dự án farm mạng giống như những dự án trước đấy mình làm nữa. Đổi thành ngọc giáp rồi. Đổi thành giày hay là cái gì khác hay không đây? Đổi thành giày anh em ơi. Như vậy là không lấy lọ thuốc mới rồi. Như vậy là ngọc thì cũng không có gì quá đặc biệt của Captain Lăng Đi cả. Đây, gặp Renekton cũng đánh bằng tốc biến và dịch chuyển khu đứng trên. Thì cùng xem là sự thay đổi map cùng với trang bị tiền mùa giải thì Lăng Đi sẽ có một giá như nào nào. Nhớ. Và để xem là liệu rằng nhân phẩm của Lăng Đi nó có phát huy tác dụng ở trong những trận đấu với các cái tay to, các cái streamer Huya không anh em nhá. Khởi đầu thì đó là một kiếm dài cùng với tái sử dụng. Vẫn như thông thường. Ở một vài ván đấu thì thấy Lăng Đi có lên kiếm đao ra. Nhờ ván này thì đánh bằng trường kiếm và tái sử dụng thì nó sẽ giúp cho Captain Lăng Đi lên được lưỡi hái linh hồn sớm hơn. Đó, map mới này anh em ơi, map 14.1 anh em ơi. Chừng nào mới tắt nhạc đây bro? Vẫn chưa tắt nhạc nhá. Chừng nào tắt nhạc mình lên in game cho anh em nhá. Rừng Elise đường giữa thì hình như là Kiana ở Pifeng à? Đánh Kiana ở đường giữa mà tên là Feng thì chắc là Pifeng rồi. Boss thì là Kai'Sa cùng với Leona. Mình không biết được tất cả các cái player trong cái lobby lần này. Nhưng mà nếu bên phía bên kia là Husen thì đó là Boyan Chamzak. Ván này đánh Renekton ạ. Rồi tắt nhạc rồi ha. Pha phê check từ Rail cấp độ 1. Bị đấm là cực kỳ đau. Ồ, nghe giọng là Pifeng rồi anh em ơi. Nghe giọng thì đó là Kiana của Pifeng rồi. Và đối phương đã có một tình huống lên bảng đếm số sau khi di chuyển để check map ở khu vực sông dưới. Map mới thấy cũng có vẻ là vui vui đi check check thử thử thế là cút luôn. Cắm mắt ở bụi cỏ sông sau đó thì lên đường trên, cái đường rất là thoáng anh em, cái đường trên nó to hơn hẳn luôn á. Cấp 1 nâng E phía bên kia nâng Q bóc thành công một tình huống đòn phủ đầu của Captain Lăng Đi với cú Q vừa rồi đến từ cá sấu. Có lẽ sẽ là một tình huống nối thùng ăn hai con này trang. Ok, nối thùng. Có sát thương nhưng mà trượt 2 CS rồi. Rừng Elise quyết định ăn từ khu bãi chim thì có thể level 3 gank top được. Combo thùng để cấu rỉa, hai thùng cấu rỉa tốt nhưng mà không lấy được bất kỳ con lính nào để cắt từ Lăng Đi cả. Chén được một đòn nội tại đổi một cú quy đối phương và đối phương cứ me cái thời điểm mà Lăng Đi có cái đòn phủ đầu là lên quy nhẹ một cái. Đây không phải là giao án farm mạng ở rank thấp nữa đâu anh em ơi. Không phải là mức rank kim cương giống như chúng ta hay xem ở những giao án trước. Mà là một player thách đấu mấy chủ siêu cấp anh em nhé. Husen cũng là một trong số những nạn nhân quen thuộc của Sautremeng ở tại mấy chủ siêu cấp Trung Quốc. Và đối phương cắm mắt thì Lăng Đi đã có thông tin vị trí cắm mắt đối phương rồi. Elise cũng không gank đường trên nữa. Thay vào đó thì giật lại ở khu vực cánh dưới để farm tiếp. Combo thùng có đòn phủ đầu. Và sau đó thì last hit được con thứ 5. E quy nộ rất tốt tới từ Renekton. Cố gắng mix đam ăn lính dưới trụ. Nó không phải là quá khó với một thanh trường kiếm dưới tay. Thì lưỡi sát thương tay nó lên tới con số 90 đam tay. Xử lý những con lính dưới trụ có vẻ là không quá khó khăn. Nhưng mà đã bị chấm mất một con rồi. Cánh dưới tiếp tục có mạng. Phía bên kia là 18, phía bên này Lăng Đi chỉ có 11 mà thôi. Ê, con lính này nó bỏ chạy và sau đó thì Lăng Đi lại trượt thêm một con nữa. Bọn đánh nhau to rồi. Thế nhưng cái giải này không thấy sao cho mừng tham gia ha. Tiếp tục đặt thùng và đọ phá thùng thì cá sấu quyết định dùng W để phá thùng ạ. Sau đó Lăng Đi quyết định giải quyết lính và đối phương chuẩn bị băng trụ rồi. Đội 2
Cái map này băng trụ cực kỳ dễ anh em ạ. Chắc chắn là một tình huống băng trụ đến từ Vi và cá sấu, và Lăng Đi là có về kịp hay là không. Về TP lên top thôi anh em ơi. Về lấy thêm máu và sau đó TP lên top thôi. Tránh một tình huống băng trụ đến từ bộ đôi top rừng đối phương vì rừng ván này Elite đánh xuống cánh dưới. Lăng Đi bắt buộc phải đánh an toàn thôi. Lúc Bi này là lúc Bi toàn thách đấu mấy chủ sư cấp anh em ạ. Và họ thấy là đi đường nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Đánh nhau sông trên bắt đầu diễn ra và bộ đôi mid rừng đang di chuyển vào để tấn công, cũng có một pha di chuyển tới từ cá sấu, nhưng cá sấu tiếp cận sớm hơn nha. Giải quyết nhanh mạng TF rút lui anh em ơi. Một cái map đấu khá là mới. Và sau đó là một tiếng đặt thùng ra, Elise hết đánh đù đáp xuống và dồn sát thương tốt đến từ Elise. Sau đó thì cá sấu có mặt để gỡ mạng combo 3 thùng thành công đến từ cắt từ Lăng Đi hay không? Nó như là không thành công. Cái hitbox ảo vậy. Có đam nhưng không có đam à? Cũng không biết nữa, nhưng mà cá sấu vẫn tốc tiến chạy được anh em nhé. Giao tranh đó là 1-2 và cá sấu mất tốc biến, nhưng mà Lăng Đi thì mất con xe to khu đường trên. Bot lại đùa kill thành công nữa rồi. Đó là 1-1 giữa hai support. Cá sấu vẫn có được lợi thế tương đối sau những tình huống xử lý tốt ở đầu trận, dẫn trước chỉ số farm và sau đó thì có mạng. Sau đó đối phương đã cầm búa xanh nữa. Đối phương về nhà với một cái dìu Tiamat à, căng nha. Cái dìu Tiamat ở tiền mùa giải đang được hướng tới và giúp cho các đấu sĩ khu đường trên có khả năng đẩy đường rất là tốt. Bản thân cá sấu đó là con tướng đẩy đường khỏe rồi. Đây là một tình huống đối phương hơn trang bị so với Captain Lăng Đi. Lăng Đi đang phải đặt thùng dưới chân để tránh một tiếng sổ vào đến từ đối phương, sau đó đối phương bơi thẳng lên tấn công. Đối phương cắt và sắt bơi thẳng vào với cú W và sau đó Lăng Đi phải hết máu đi về mà thôi. Hơi khó nha. Vẫn đang cố gắng gọi là farm thêm cái thủy kiếm trước khi về nhà lần tiếp theo, nhưng áp lực đến từ đối phương là rất nhiều với một con Dreadton đã có một mạng. Và lượng sát thương mang ra với dìu Tiamat là rất lớn. Nếu như phần này dừng đối phương kéo lên băng trụ thì cũng hơi phiền đấy nha. Một pha bơi vào với EQ tốt tới từ Dreadton phía bên kia. Đặt thùng dưới chân và cố gắng xử lý với một tình huống cá sấu level 6. Cá sấu level 6 cực kỳ sớm. Đặt hai thùng dưới chân, đối phương phá một thì mình còn một. Sẽ là một pha đứt nộ thần cá sấu bật lên. Kích thùng sau đó tốc biến thả diều ở trong trụ đến từ vị trí của Captain Lăng Đi. Vẫn là một pha đổi mạng thành công đến từ vị trí Hushen. Càng quá. Đổi mạng như thế này là rất lời dành cho cá sấu với một tên lính rất to. Và liệu rằng Lăng Đi có tung trụ cuốn lên đường trên hay không? Tung chiêu cuối xuống khu đường dưới để hỗ trợ đồng đội và sát thương tới từ chiêu cuối giúp Lăng Đi có được một mạng hạ gục. Mạng này có tiền thợ săn kho báu nha anh em nhá. Ngon anh em ơi. Và sau đó là một pha tanh trụ tới từ Leona để Elise ăn mạng của Rell và sát thương là đủ với tình huống chuyển dạng, nhưng mà Leona cũng bị trụ bắn cực kỳ đau trên tình huống vừa rồi. May là Elise không bị trụ bắn chết cho tình huống trụ đã tách được rất là nhiều hit đánh rồi. Còn trở lại kèo top với hai trường kiếm cùng với một thủy kiếm. Thì tôi nghĩ là sức đi đường đến từ Lăng Đi vẫn là yếu hơn so với cá sấu phía bên kia. Cả hai bên đều đã mất chiêu cuối rồi. Và ván này thì Lăng Đi chưa có cái áo choàng tím, nên là thời điểm này thì kể cả là nhân phẩm tốt đi chăng nữa thì chưa có chí mạng trên người, cũng chưa thể nào xem là Lăng Đi liệu rằng có được những tình huống chí mạng quá ảo hay không. Nó phải là cái lưỡi hái linh hồn anh em ơi. Với tầm 1.000 tiền đang có trên người thì có thể là một tiền đề tốt để Lăng Đi hướng tới lưỡi hai linh hồn ở lần về nhà tiếp theo. Phía bên kia thì cá sấu có được một cái búa gỗ cộng thêm. Đối phương cắt và sắt lao lên tấn công. W chém tay nội tại trả lại thêm một cú quy nữa. Cá sấu chơi hit cực kỳ căng và sau đó thì trượt xe to. Còn Lăng Đi thì bất kỳ tình huống nào di chuyển lên đến từ V đều có thể là một tiếng bị băng trụ. Với một gangplank đang rất mỏng. Và cái hướng di chuyển từ bụi cỏ chạc 3 ngày xưa bây giờ nó rất thoáng để băng trụ. Không chiêu cuối, không tốc biến và dừng đối phương level 5 tiếp cận rồi. Combo thùng dính quy của VW lên và sau đó nằm xuống mà thôi. Hơi ngợp rồi anh em ơi. Lưỡi hái linh hồn có lẽ vẫn sẽ đủ tiền để hướng tới dành cho Captain Lăng Đi. Với tình huống bán tái sử dụng, 8 phút vẫn có thể có được cái lưỡi hái linh hồn. Tuy nhiên thì đường chơi đối phương đang có một lợi thế lớn. Và cặp top rừng đối phương đam rất nhiều anh em nhé. Cá sấu với Vi toàn là những sát thương đấu sĩ đầu game, nó có rất nhiều sát thương. Và tôi nghĩ là bên phía đội 2 đánh gangplank đường trên thì chắc chắn là bị băng trụ với những cái kèo cá sấu hay là những cái kèo mà Vi nó sẽ kéo những con tướng đấu sĩ mạnh của nó để băng trụ khu đường trên thôi.
Bất kỳ con tướng nào đẩy đường thắng Gangplank đều có thể băng trụ như vừa rồi anh em nhé. Nhà bot ván này đánh hay quá, bot đang gỡ game. Lăng đi thì đã có được trang bị chí mạng đầu tiên rồi, cùng xem là liệu rằng nhân phẩm của Lăng đi nó có phát huy tác dụng ở trong một ván đấu đang gặp khó khăn như thế này hay không. Nhưng mà kể cả là tiền mùa giải thì các bạn thấy là hướng lên trang bị nó vẫn vậy ha. Có vẻ là không có thay đổi gì nhiều về mặt lên trang bị với con Gangplank này cả. Cá sấu thì có nha. Ở level 7 thì Lăng đi quyết định di chuyển vào để xử lý bãi người đá, nhằm kiếm thêm một tí kinh tế trong lúc mà rừng đang đánh xuống cánh dưới như vậy. Chiêu cuối sẵn sàng tới Captain Lăng đi. Bot đang có đánh nhau rồi. TF đang là người bị tấn công. Tung chiêu cuối từ xa tới từ Captain Lăng đi và lấy thêm một điểm hỗ trợ nữa. Ngon anh em ơi, 110 tiền từ thợ săn kho báu. Cứ giải chiêu cuối bot lấy thợ săn kho báu này lại là giàu. Nhưng mà không có chiêu cuối thì bắt buộc phải đánh an toàn. Không biết là an toàn được hay không, đối phương cắt và sắt lao lên luôn W. Bắn quy cấu gì ở nhưng đối phương cũng có khả năng phục hồi rất tốt. Những tình huống chí mạng liên tục đến từ Lăng đi. Đặt thùng ra đánh tay cũng chí mạng mà combo thùng cũng chí mạng. Nhưng mà đây là tình huống đối phương có thể băng trụ. Cá sấu có R, giải quyết nhanh một tên lính với một thùng. Và sau đó thì chống băng trụ được hay không. Một pha múa cổ rất tốt từ Lăng đi. Và đường dưới thì rừng đối phương đã lộ rồi. Nhưng mà rừng đối phương lộ xong thì đó là tình huống Elise lên bảng. Nhưng mà Kai'Sa bắn được nha. Kai'Sa bắn rất tốt là đằng khác. Đó là tình huống Elise đổi được hai mạng đến từ cặp đôi AF cùng với hỗ trợ đối phương. Mà Vi vẫn còn ở khu đường dưới nha. Kèo top hoàn toàn là kèo 1-1 và cấp độ 9 đã có sớm hơn dành cho Renekton. Elise đang ping lên khu đường trên. Renekton đang cố gắng đánh láo và đánh láo ở cái team 1 thì cần phải cẩn thận bởi vì cái bức tường này là bức tường rất là dày anh em nhé. Rất dễ bị rừng đối phương vòng từ bức tường đó đi ra để thực hiện những pha tấn công nếu như đội 1 đứng quá cao. Rừng có thể vòng ra phía sau bất cứ lúc nào. Nên là đội 1 được điểm lợi là băng trụ rất là dễ. Nhưng vấn đề là cũng dễ bị đối phương khai thác những tình huống đẩy cao. Về nhà cho an toàn, sau đó dịch chuyển trở lại khu đường trên với giày khai sáng Eonia cùng với thêm một cái áo tràng tím nữa. Tầm này là 35% chí mạng rồi. Mắt kiểm soát cắm tại bụi cỏ trạc 3, sau đó thì tiếp tục đẩy đường tiếp. Nhưng đối phương vừa về nhà dịch chuyển trở lại khu đường trên. Cá sấu về nhà dịch chuyển lên với một cái dìu đen cùng với một cái dìu tia mát. Đồ đối phương cũng nhiều nha. Và đọ đang thời điểm này thì hơi khó. Một thùng chí mạng đến từ Lăng đi. W chém tay nội tại, sau đó kích thùng được hay không? Kích thùng thành công và sát thương trả lại cũng rất đau cho tình huống vừa rồi tới cấp từ Lăng đi. Combo thùng để ăn nhanh tân lính. Sau đó thì xem là đường dưới có đánh nhau hay không để có thể dùng cú chiêu cuối sắp hồi lại của mình nhằm tiếp tục khai thác thêm những điểm hỗ trợ từ xa. Có mạng thì tốt, điểm hỗ trợ cũng được. Renekton đang tiếp tục cầm cái dìu tia mát đẩy cực kỳ nhanh. Nhờ với cái lợi hai linh hồn này thì Lăng đi đã có khả năng dọn lính dưới trụ rất là tốt rồi. Đối phương sẽ không dễ hướng tới những tình huống khai thác trụ một tà bản đồ nhé. Đối phương thậm chí là có ý định băng trụ với tình huống đánh tay với đứt nộ đứt lưu lên và sau đó thì là một tình huống ôi nằm xuống nhanh thế. Thậm chí không kịp tốc biến luôn anh em ơi. Kiana của Pifeng thì đang xử lý những con sâu hư không và sau đó thì đối phương vẫn có thể rút lui được. Thậm chí là Twitter Fate vừa rồi đã có một pha định mệnh lên khu đường trên để thực hiện pha tấn công chung với Renekton, nhưng mà Renekton đã có thể tự giải quyết cái mạng của Lăng đi mà không cần tới sự xuất hiện đến từ TF. Nhưng đây là một tình huống cá sấu tiếp tục ở lại để khai thác khiên trụ và Elise đã vòng ra được phía sau nhưng mà có người backup dành cho Renekton. Người backup là một con Twitter Fate và thậm chí có thêm cả sự xuất hiện đến từ Vi nữa. Trồng CC với tạo súng đột cùng với cú đúp nộ của cá sấu khiến cho Elise cũng đã nằm xuống. Pha xuất hiện với thế giới bùng nổ và Kiana của Pifeng gỡ được một mạng ở đây. Căng ha. Renekton bây giờ nó đã có khả năng băng trụ một con Gangplank lên toàn là đồ công, không có đồ thủ. Và sát thương của nó là đủ để có thể kết liễu Lăng đi trong một tình huống bật thần cá sấu. Rất gọn gàng, 1.300 máu hơn này của Lăng đi nó không an toàn tí nào. Nhưng mà để xem là Lăng đi với khả năng hack tiền từ Gangplank thì sẽ trở lại vào đấu như thế nào anh em nhé. Tiền đề lúc này đang là một cánh dưới. Ồ! Và Gangplank thì thực ra là một con tướng như các bạn biết thì nó hack tiền rất là phê. Hack tiền từ Q, hack tiền từ thợ săn kho báu. Này, cái lượng trang bị của Lăng đi mang ra theo thời gian thì nó vẫn ok, chỉ là đang có một con cá sấu hơi khỏe thôi. Cá sấu của Hoshen quyết định di chuyển lên xuống khu vực sông và phá mắt.
Còn Lang đi thì đang tiếp tục đứng phục sẵn cho những bụi cỏ để cấu rỉa từ xa, lấy thêm tí tiền đoàn phủ đầu. Nhưng mà để giết cá sấu là hơi khó nha. Cá sấu có rất là nhiều máu khi tiếp tục mang ra thêm một cái mũi khoan, một trang bị cộng máu và sát thương thêm. Đứng dưới thì đó là một pha di chuyển xuống tới từ Kiana của Phi Phương. Không, đó là một tình huống đứng ở khu đứng giữa để ganh đứng giữa đối phương thì đúng hơn. Chứ cuối chưa kịp hồi lại tới cắt Lang đi rồi. Bot tự xử lý tốt và đó là triple kill dành cho vị trí Okaisa. Team đánh hay quá anh em ơi. Thế ván này Lang đi lại nhàn rồi. Raiden di chuyển ra khu đứng giữa thì khoảng trống sẽ có để Lang đi gỡ lại trụ đứng trên. Thần cá sấu kích hoạt lên và sau đó thì là một pha chiêu cuối đến từ Lang đi từ xa để hỗ trợ thêm cho đồng đội của mình, và sát thương đến từ Raiden là quá nhiều. Raiden với đắc thắng thậm chí vẫn sống sau pha bớt sát thương tới từ Kiana của Phi Phừng. Ác chưa? Lang đi thì dùng hai thùng của mình để lấy hai cái nội tại và phá được tương đối nhiều máu trụ nhưng chưa đủ sát thương dứt điểm. Pha này thì cá sấu có thể sẽ di chuyển trở lại khu đứng trên để phòng ngự cái trụ này. Sẽ là một pha reset nhanh tờ lính có xe to tới từ Carter Lang đi trước khi rút lui. Sứ giả đã có cánh trên rồi, Elise đang chạy lên khu vực cánh trên. Raiden không có dịch chuyển rồi. Đối phương không có dịch chuyển thì liệu rằng Lang đi qua được cái trụ này kịp hay không. Đối phương quy flat sang đến từ V, tạt thùng đột đến từ V. Sau đó thì Lang đi chắc là gãy ở đây rồi. Đặt thùng ra sau đó thì kích thùng chạy anh em ơi, lại bị V đấm quy rồi. Kích thùng không được và bị cá sấu tiếp cận. V là người dứt điểm cho Lang đi rồi. Cái meta này mà đánh anh Lang đi top là mình nghĩ là cực kỳ khó chơi ở cái chỗ là nó quá mỏng và rất dễ bị băng trụ nếu ở phía đội 2. Cái đường di chuyển băng trụ dành cho dùng đối phương là tương đối thoáng. Và Raiden thời điểm này nó xanh tới cái mức mà nó có khả năng cân cả mid rừng của team Lang đi, là anh em hiểu nó khỏe cỡ nào rồi. Nhưng mà cánh dưới khỏe anh em nhé, cánh dưới ván này là cực kỳ ngon. Và Lang đi vẫn sẽ có được lựa trang bị theo thời gian không tệ, nhưng vì không khỏe hơn đối phương nên không thể solo kill được. 1-1 thời điểm này là con gank plank này không đủ dam anh em nhé. Cánh dưới có được liên tục những cái trụ dành cho bên phía của team Lang đi. Có dịch chuyển nhưng mà Lang đi đang bận đẩy đường khu đường trên và đồng đội nếu rút lui được thì quá ngon luôn. Cá sấu đã có mặt khu đường dưới rồi, Lang đi sẽ tiếp tục đẩy tiếp để ăn trụ top. Dịch chuyển có chiêu cuối sắp kịp hồi lại sau 10 giây. Nếu mà đồng đội rút lui an toàn thì Lang đi sẽ có được trụ đường trên một cách miễn phí. Và vẫn giàu anh em nhé. 16 phút 135 CS. Rồi đối phương lại đứng rình sẵn ở bụi cỏ vừa rồi. Nếu mà Lang đi không tỉnh táo là lại tiếp tục có thể bị Vi tả súng đột vào đầu. Về nhà đóng súng hải tặc ở đầu 2. Mà đầu 3 thì mua cái gì nhở? Hai trường kiếm. Nó có thể là dạ kiếm Rakta hoặc cũng có thể là một cây Navori. Tùy tình huống anh em nhé. Thôi bot đối phương nát lắm rồi, mid bot đối phương cực nát luôn. Pha này thì Lang đi có chiêu cuối, có dịch chuyển. Nhưng mà cấp độ đang là cấp độ 11 chứ phải là cấp độ tối ưu nhất để có thể giao tranh. Và đồng đội đang bị đối phương truy đuổi rất gắt gao. Elise tốc biến về được. Tiếp tục là một khoảng trống để Lang đi có thể để khu đường trên với chiêu cuối hỗ trợ đồng đội từ xa. Vẫn có giao tranh diễn ra và Kai'Sa đang là người bị bắt lại với rất đông thành viên đối phương. Và Kai'Sa nằm xuống luôn rồi. Nhưng mà con rồng gió này đối phương ăn rất là mất thời gian nha. Raiden tiếp tục bị kẹt lại ở khu vực hang rồng và đối phương đã nhấn cú dịch chuyển tới từ Raiden lên khu vực đường trên. Raiden vừa đáp xuống xong thì ăn một thùng chí mạng và mất luôn Starrack, nhưng hình như đối phương vẫn có định chơi tiếp thì phải. Đặt thùng cố gắng kích thùng bỏ chạy, đối phương phá thùng thành công nhưng mất W. Nên Raiden quyết định không truy đuổi nữa. Và Lang đi sẽ về lại khu đường giữa để phòng ngự. Trong lúc đó thì đường dưới Kiana của Pifeng có mạng của Tiffet và tiếp tục truy đuổi vào vị trí của Vi. Vẫn có mạng dành cho Pifeng. Nãy giờ Lang đi đang được thả ra farm anh em nhé. Và con Gangplank này thả nó ra farm thôi là nó comeback cực kỳ nhanh rồi. Đánh một hồi là thấy con Gangplank 3 đồ bằng đồ với cá sấu là anh em biết lý do vì sao rồi ha. Vì cá sấu thời điểm này đang phải đi gánh team á. Ấy, mắt đấu dùng lửa và nhặt được những cái vật phẩm nó rất ra là tăng thêm điểm hồi chiêu anh em nhé. Mắt đấu dùng lửa. Tiếp tục đi nhặt thôi. Nhưng mà nhặt cẩn thận nha anh em nhá, nhặt chiêu chiêu mà bị đối phương úp là rất phiền đấy nha.
Tiếp tục đi nhặt những cái vật phẩm rớt ra từ map đấu dùng lửa này. Nhưng mà mình thấy là thời gian hồi chiêu nó gia tăng, nó được giảm đi không quá đáng kể. Nhặt được khoảng chừng 30-40 cái thì lúc đó thì nó lên được tầm chục điểm hồi chiêu thì nó mới có tí tác dụng anh em ạ. Và có cho mình hai mảnh của trang bị Navuri. Như vậy sẽ không phải là một giáo án gangplank lên theo kiểu chí mạng. À, không phải là sát lực chứ nhầm. Không phải là dã kiếm Rakta anh em nhé. Mà là một gangplank Navuri. Nãy giờ được thả ra farm và xanh trở lại rồi anh em ơi. Đường dưới đang có một tình huống giao tranh diễn ra và liệu rằng có cơ hội nào để dùng chiêu cuối hỗ trợ đồng đội hay không đây. Quyết định bỏ đến từ các thành viên phía của team 2, không truy đuổi vào cá sấu của Hoshen nữa. Cấp độ 13 đã có rồi anh em ơi. Nếu cấp độ 13 thì chưa có đồ thần thoại. Nếu như farm thêm được một lúc nữa thì có được cái đồ 3 sẽ là cái thời điểm gangplank bắt đầu xuống núi đi PK đấy anh em ơi. Pha đứng rình ở bụi cỏ khu vực đường trên và bắt bớ vào Twitter Fate. Nhưng mà Twitter Fate ra mid mất rồi. Thấy Twitter Fate ở mid là đẩy vào ăn trụ luôn. Renekton và Twitter Fate đều ở khu vực đường dưới, cánh dưới cho tình huống này và đang đi liệu rằng có đủ tốc độ để giải quyết trụ nhanh hay không đây. Sát thực là rất lớn với hai trang bị rưỡi và Lăng Đi sẽ có được cái trụ 700 trước khi rút lui. Comeback rồi anh em ơi, comeback rồi anh em ơi. Ngon. Lơi ra một phát là comeback liền. Giao tranh diễn ra ở khu vực đứng giữa, Lăng Đi tung chiêu cuối hỗ trợ đồng đội và sau đó thì là một tình huống dịch chuyển luôn hay không. Đang bấm B về lấy trang bị cái đã. Đồng đội giao tranh có vẻ là hơi gãy rồi anh em ơi. Oh my. Ba thành viên đứng giữa đã bị bắt lại và Lăng Đi có dịch chuyển ra thì chắc nó chết chung mà thôi. Pha giao tranh thiếu Kiana của Ti Phân và thiếu cả gangplank của Lăng Đi nữa. Đối phương ăn Baron và Lăng Đi sẽ dịch chuyển ra với ba trang bị lớn để giao tranh chung với Kiana của Ti Phân. Lăng Đi và Ti Phân 2 đánh 5. Bắn một quy chí mạng combo 2 thùng và sau đó là một tiếng chém tay nội tại và reo W lên tiếp tục chém chí mạng liên tục. Thế giới bùng nổ đẹp và đây là một tiếng bắn quy tiếp tục chí mạng tiếp đến Lăng Đi. Dính cái bài đỏ tốc biến đi bắn quy ngược trở lại và nó chí mạng liên tục anh em ơi. Nhưng sau đó thì với tình huống nằm xuống của Pi Phân thì chúng ta thấy là Lăng Đi cũng quyết định rút lui mà thôi. Và không có Baron nào trong phía team 1 cả. Chúng ta hãy cùng nhìn lại xem là 60% chí mạng vừa rồi Lăng Đi đã có bao nhiêu tình huống chí mạng nổ ra. Khởi đầu đó là một pha quy chí mạng trước vào người của Rell anh em nhé. Mặc dù thùng combo 2 thùng thì hơi fail. Một thùng chí mạng, một quy chí mạng. Thùng này thì hơi fail. Chém tay. Một đòn chí mạng nữa. Sau đó thì thế giới bùng nổ. Một cái map mới này, con Kiana này cực kỳ khỏe ở sông khi mà sông nó lại còn có những cái địa hình rất dày anh em ơi. Thùng này lại chí mạng này anh em này. Thêm một quy chí mạng nữa này. Chém một đòn và sau đó tốc biến đi. Bắn thêm một quy chí mạng nữa này. 60% mình nổ chí mạng phê rồi. Gỡ tốt. Gỡ được mạng của Rell cùng với Vi. Và bỏ mạng của Pi Phân. Nhưng ít nhất là cản được tình huống Baron đến từ đối phương. Và các bạn thấy Lăng Đi vẫn là người có được 3 trang bị sau 21 phút. Tức là vẫn đang là một người khỏe trong lobby này chứ không phải là người yếu. Mặc dù là đi đường bị cá sấu cùng với Vi hỏi thăm sức khỏe liên tục. Mua đồ gì đây? Cái hướng build trang bị này của Lăng Đi làm mình nhớ đến cái hướng build của Solabaka. Rất nhiều áo tràng tím. Lúc này tỷ lệ chí mạng đã đẩy lên tới con số là 90%. Và tiếp tục nhặt thêm cho mình những cái điểm hồi chiêu rơi vãi ở cái map đấu này. Nhưng mà cùng xem là hai cái mảnh chí mạng này sẽ up lên trang bị như thế nào anh em ơi. Tất nhiên nó sẽ có thể là hai đồ chí mạng để hoàn thành kho đồ với 100% tỷ lệ chí mạng. Nó sẽ là tuyệt đối. Lúc đó thì không cần đến nhân phẩm nữa. Đặt thùng dọn lính trước, nhưng mà lính vẫn còn để Renekton có thể chạm trụ. Renekton phía bên kia vẫn chưa ba đồ đâu anh em nhé. Đặt thùng dọn lính rất nhanh rồi. Tầm này Renekton mà đánh không cẩn thận là có thể bị con gangplank solo kill ngược. Đánh nhau khu đường giữa diễn ra, chiêu cuối còn đến từ Lăng Đi và quyết định là không dùng chiêu cuối. Tung chiêu cuối giữa tâm vụ nổ và sát thương nó chưa đủ để lấy mạng của Rell, nhưng mà Rell đã nằm xuống cái mạng dành cho Kai'Sa rồi. Sau đó là một pha Elise có mạng của Vi. Combo thùng và sau đó thì là một pha xuất hiện đến từ Renekton với thần cá sấu sát thương quá nhiều và đứt không kịp đến từ Captain Lăng Đi cho tình huống này vì sát thương đứt đến từ cá sấu nó là vừa đủ. Nhưng sau đó thì Kai'Sa bắn được hay không? Kai'Sa rờ và tấn công với một tình huống cơn mưa Ekathia đơn mục tiêu nhưng Renekton vẫn đủ độ trâu để rút lui với một chấm máu. Tình huống giao tranh là 2 đổi 2 anh em nhé. Renekton cực kỳ trâu với cái Starak.
Nhưng mà TF đang hơi thọt, Real cũng chết rất nhiều. Afe thì không thọt lắm nhá. Afe vẫn khỏe anh em ạ. Và toàn là những top thách đấu đánh với nhau nên là các bạn thấy là game nó cũng căng vì toàn là các player biết chơi không. Có dòng lửa dành cho bên phía của team Lăng Đi. Nhưng mà hai cái áo chẳng tím nó bị một điểm yếu là gì anh em biết không? Áp trang bị lâu. Ba đồ thì có rồi đấy nhưng mà đến được đầu thứ tư nó cực kỳ lâu đấy. Nó sẽ phải là một tình huống mà Lăng Đi gom rất là nhiều tiền, sau đó thì mua một đồ lớn cùng một lúc áp từ một cái mảnh áo tràng tím thì nó là mảnh khá là rẻ tiền. Tức là phải gom tầm 2k mấy tiền trở lên thì mới có thể có được một đồ lớn. Và đang có đánh nhau khu vực Baron diễn ra và Afe đã bắt chết được vị trí của Leona. Trong một pha di chuyển kiểm soát tầm nhìn hơi lỗi đến từ hỗ trợ của team Lăng Đi, dịch chuyển có. Chiêu cuối sắp hồi lại đến từ Lăng Đi đang bận đẩy khu đường dưới thêm một turn nữa trước khi dịch chuyển lên khu đường trên để cản Baron Boop. Một đối phương đánh ngược trở ra và bắt được vị trí của Pifeng, dịch chuyển được dùng, thế giới bùng nổ. Nhưng Kiana của Pifeng đã gãy rồi. Nếu đối phương tiếp tục có ý định ép Baron thì Lăng Đi sẽ di chuyển ra combo EQE và đó là một pha bắt buộc tiếp tục phết phải tốc biến đi. Nếu như không muốn ăn một tình huống thùng chí mạng, chiêu cuối trả ra. Combo 2 thùng trúng và TF yếu máu lắm rồi, tiếp tục là 2 thùng thành công, TF không tốc biến lên bảng điểm số phía sau thì sao? Baron đã có thuộc về cho người chơi đến rừng đối phương, Real 1 chấm máu vì đang truy lùng, đặt thùng ra. Đối phương phải check là một tình huống nội tại của một thùng nội tại nữa. Đối phương không vào luôn à? Đối phương về luôn ạ. Tiếp tục nhặt điểm hồi chiêu. Điểm hồi chiêu này nó sẽ mất nếu như các bạn chết anh em nhé. Nó sẽ bị rớt ra vap map và đối phương có thể nhặt được nếu như đối phương ở gần. Một pha mất Baron đến từ các thành viên bên phía của team Lăng Đi. Với cái Baron này thì game đấu đang là rất căng rồi các bạn. Tranh mạng có dành cho team Lăng Đi đó là 4 mạng. Và team Lăng Đi cũng dẫn trước đối phương một trụ, tuy nhiên thì đối phương lại đang cầm bút Baron. Và như đã nói thì Lăng Đi sẽ bị kẹt lại ở ngưỡng trang bị 3 đồ này tương đối lâu đấy. Một pha nối thùng thành công trúng hai thành viên đối phương, nhưng mà thùng tiếp theo thì trượt mất rồi. Nhưng một thùng chí mạng nó vẫn lấy đi khoảng chừng nửa cây máu của Real, mặc dù là chưa hoàn thành xong nỏ thần Dominic. Tí nữa mà có Dominic thì cá sấu hay là Real combo thùng và vẫn thấm nhá. Đối phương rót thấu kính và phát hiện Lăng Đi đang đứng rình ở đây với những cái thùng thúc súng. Và đối phương đứng check xuống cánh dưới. Thời gian đến từ Baron Book của đối phương vẫn còn tương đối nhiều. Và đối phương chuẩn bị hướng tới hai cái khiên băng Randuin rồi. Thấy Gangplank lên nhiều chí mạng và đối phương bắt đầu có xu hướng lên khiên băng Randuin để giảm lượng sát thương chí mạng tới từ Lăng Đi. Và phần nào đó đến từ cả cái xa nữa. Cần farm nha, đối phương không quyết định đẩy tiếp với Book Baron thì sẽ có một khoảng trống để Lăng Đi đi farm. Cần farm để hướng tới nỏ thần Dominic ở đầu thứ tư càng sớm càng tốt. Khi đối phương đã bắt đầu xuất hiện nhiều những món trang bị cộng giáp rồi. Rồi, về với 2004, vừa đủ cái Dominic. Rồng thì 2 phút nữa xuất hiện nha. 26 phút 4 đồ vẫn ok ha. Và mặc dù ở phiên bản 14.1, phiên bản tiền mùa giải, nhưng mà hướng lên trang bị hiện tại là mình thấy nó chưa có thay đổi nhiều anh em ạ. Chưa có một cái món trang bị nào nó đặc biệt quá cả. Đối phương đã tận dụng những giây phút cuối cùng đến từ Baron Boop để đẩy tung chiêu cuối, sau đó thì combo 2 thùng đấy không. Thùng thứ nhất, thùng thứ hai chưa bắn được thùng thì đối phương lao thẳng vào. Vi solo 1-1 với cắt từ Lăng Đi. Solo 1-1 không lại và Vi nằm xuống với thùng chí mạng liên tục. Và sau đó là một pha thùng chí mạng tiếp tục hướng tới vị trí Rayton. Rayton tốc biến đứt nộ và dứt điểm thành công Lăng Đi vì không còn bổ sung vitamin nữa. Nhưng liệu rằng Rayton có về được hay không? Rayton tiếp tục tiếp cận và Kai'Sa phải dùng hai spell của mình để bỏ chạy nhưng cá sấu vẫn quá khỏe. Phía sau thì thế giới bùng nổ đẹp đến từ Kiana của Pifeng nhưng TF còn đồng hồ và nhanh đi anh em ơi trước khi cá sấu trở lại. Đó là một mạng nữa dành cho Kiana của Pifeng. Rất tốt nha. Renekton vẫn có được tình huống xử lý tốt khi nhắm tới tuyến sau đối phương và hạ gục được cả Kai'Sa lẫn cả Lăng Đi. Nhưng phần còn lại 4 người thì không may mắn đến như vậy. Đặc biệt là Vi, người đã quyết định solo 1-1 cùng với Lăng Đi trong tình huống vừa rồi và nghĩ là Lăng Đi yếu đấy nhưng mà không. Và Vi cũng cố gắng để giữ chân Lăng Đi lại, không cho Lăng Đi tiếp cận vào Afe mà thôi. Nhưng mà tình huống đó bắt buộc cho Vi phải lên bảng vì lượng sát thương đến từ Gangplank 4 đồ trả lại nó vẫn đang là quá đau. Một pha trao đổi có lời dành cho team của Captain Lăng Đi. Và qua đó thì búp Baron đối phương chưa ăn được trụ hai đường giữa. Đang đọc đồ sẽ là lên cái gì món cuối anh em ơi. Đã đủ điểm ngân xà để hướng tới tình huống nâng cấp chiêu cuối lần 3. Quyết định về thôi.
Bán áo choàng tím à? Không, kích dược phẩm thôi anh em ạ. Kích dược phẩm thôi, không bán áo choàng tím nhá. Vẫn để đó để lấy 95% chí mạng. 80% thì lâu lâu vẫn xỉn đó. Pha fake check tới từ vị trí của Renekton bị Leona CC và thêm cả thế giới bùng nổ bồi vào, nhưng mà nó có quá nhiều sức chống chịu với một cái Sterak. Và Lang Di bị đẩy một cái hạt thông nổ hơi xấu đi phải. Tốc biến đi tới Lang Di và sau đó thì combo thùng ngược trở lại. Và combo thùng thì hơi fail nhưng mà không sao. Đồng đội vẫn giao tranh với tình huống 1 đối 1 và Pi Feng vẫn có thể về được với một chấm máu. Đối phương đang ở lại để khởi động con rồng lửa và Lang Di đang đứng dình sẵn với một thùng dưới chân. Combo 3 thùng như thế nào đây? Combo 3 thùng trúng vào TF. TF quăng bài vàng và Elise đánh đu lên được. Renekton trở lại với một chấm máu, bắn quy chí mạng nhưng sát thực là không đủ, chém tay nội tại. Và sau đó thì tiếp tục bắn quy W bỏ chạy. Renekton hết cắt và sắt, đang bị thả diều bởi Kai'Sa và Gangplank không tốc biến đúng không bạn? Một thùng đặt ra, quy vào và đó là mạng dành cho Kai'Sa, nhặt những cái điểm đối phương rớt ra, điểm hồi chiêu đối phương rớt ra sau khi bị hạ gục. Quét sạch đã có dành cho team Lang Di ở đây. Vẫn là một tình huống giao tranh thắng và lượng sát thương đến từ Gangplank nó vẫn là cực kỳ khủng khiếp với hướng build như thế này. Thế thì anh em nào mà chơi Gangplank sang mùa mới ấy, thì không cần phải suy nghĩ nhiều đến hướng lên trang bị đâu anh em, lên đồ như cũ là được, không phải chơi lại lên mình huyền thoại mùa sau, không phải là tập lại game mới. Pha này thì Lang Di tiếp tục ở lại để ăn thêm cái trụ 700 nữa và về nhà đóng đồ cuối thôi anh em ơi, giàu rồi. Rút 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 rút. Thêm một turn nữa. Một đợt đẩy khá cao ở khu vực đường dưới của Lang Di, khiến cho đối phương sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn người trở lại. TF kích chiêu cuối nhưng mà sau đó... Bạn ơi, nếu như mà chiêu cuối xuống đây là một thùng đi luôn, nó nhiều. TF chiêu cuối ra mid rồi. Một đồ sát lực à? Một trang bị sát lực ở món trang bị cuối cùng tới từ Captain Lang Di và để chí mạng ở con số 80% mà thôi. Và đến thời điểm này thì đội hình với Renekton bắt đầu tỏ ra hơi đuối một chút. Tất nhiên là Elise thời điểm này thì cũng khá là kém tác dụng so với Vi. Nhưng mà Gangplank và Kai'Sa đã khỏe rồi anh em ơi. Đam tiến sau là rất dồi dào. Và nếu như xử lý tốt trong giao tranh thì lượng sát thương Gangplank này nó hoàn toàn là một lượng sát thương đủ lớn để gây bất ngờ. Nhắm tới tiến sau đối phương, TF di chuyển. EQE trúng, tung chiêu cuối dứt điểm TF từ xa, một mạng dành cho các Captain Lang Di. Và sau đó với lợi thế về người thì team Lang Di đang càn lên để tìm kiếm thêm nạn nhân tấn công tiếp. Tốc biến thiên đỉnh kiếm thành công, thùng đặt dưới chân bắn quy một thùng, một lượng sát thương là 900. Thế giới bùng nổ bồi vào và Lang Di tiếp tục có mạng. Lại tiếp tục là thùng và đòn chém tay nội tại chưa kịp đưa ra thì Pifeng đã giải quyết xong cái mạng của Vi. Vẫn nhiều sát thương anh em ạ. Sau đó thì Elise lên bảng đếm số nhưng thời điểm này khi đối phương cũng đã có tới 3 người nằm xuống thì con Baron phía sau sẽ là một mục tiêu lớn kiểm soát dễ. Lượng sát thương đến từ Kai'Sa và Gangplank ăn Baron thì quá nhanh rồi. Đặc biệt là Gangplank lên Navori thì nó có khả năng reset những cái thùng rất là nhanh. Và thùng đi kèm với đó sẽ là những tình huống nội tại nữa. Pha này thì Lang Di vẫn còn nhiều máu và về nhà thì có lẽ cũng chỉ để kích lại dược phẩm. Và quyết định đến từ Gangplank của Lang Di là ở lại thêm nhịp nữa ha. Ở lại thêm nhịp nữa và sau đó thì farm thêm. Tiền này bán giày cũng chưa mua được đồ lớn anh em ơi. Quyết định về bán giày rồi anh em ơi. Bán giày lên thêm sát lực với kiếm Mayumu à. Như vậy trong kho đồ Lang Di có 3 đồ sát lực, một đồ sinh giáp tổng và 4 đồ chí mạng anh em nhé. Sau đó thì Hushen đang bị bắt lẻ khu đường dưới với một Renekton lúc này đã quá đuối. Còn Captain Lang Di thì vẫn còn dịch chuyển, sẽ đẩy ở khu vực đường dưới. Chiêu cuối có thể hỗ trợ đồng đội bất cứ lúc nào, về nhà lấy dược phẩm trước khi dịch chuyển với 600 đam tay trang. Đánh đời không, dịch chuyển đánh nhau anh em ơi. Lượng sát thương lúc này là quá lớn rồi. Dịch chuyển đi đánh nhau đến từ Captain Lang Di và đang có một tiếng giao tranh diễn ra, tung chiêu cuối 3 thành viên đối phương. Sau đó đi bộ lên với tình huống đặt thùng, thùng thứ nhất, thùng thứ hai, một thùng TF đồng hồ để né thùng, một đòn nội tại, đặt thùng bắn quỳ. Đối phương tốc biến né thùng thì sao, bắn cái quỳ này né hộ, né hộ một quỳ là chết. Và Aphelios lúc này thì đồng đội đã nằm xuống hết 4 người. Không còn người hỗ trợ thêm cho Aphelios trong việc phòng ngự nữa rồi. Đợt đẩy ở khu cánh dưới bản đồ nó sẽ giúp cho team Lang Di có được ít nhất là 2 mega. Bot thì là đồng đội đẩy, đứng giữa thì là Lang Di đẩy. Đây là một hướng build mà nó không bị hạn chế bởi cái đồ thần thoại nữa. Renekton đã hồi sinh rồi. Renekton tốc biến lên, một thùng chí mạng và ngay lập tức Afe bay màu. Gangplank mùa mới có vẻ là mạnh anh em ơi. Đi đường thì hơi khổ thôi.
đi đường thì hơi khổ. Nhưng nó có khả năng one shot trở lại với 6 đồ anh em ạ. Trước đây các bạn sẽ không thể nào lên được theo cái kiểu là vừa Navori vừa kiếm Ayumu. Bây giờ lên được. À, thế thì chúng ta lại chuẩn bị được xem những cái giao án farm mạng trong bệ đá cổ ở mùa 14. Sau khi mà con Gangplank nó bị chỉnh sửa cái bộ trang bị và không thể lên được những món trang bị như kiểu là ám muội giống như ngày xưa nữa, thì nó không còn khả năng one shot bằng một thùng chí mạng. Nhưng bây giờ thì được nha. Bây giờ thì có thể được với những trang bị như thế này. Thậm chí đây là những trang bị mình nghĩ là nó có thể là chưa mắc sát thương dành cho Gangplank. Có thể có sẽ những cái hướng build khác. Có thể sẽ có những hướng build khác dành cho Gangplank ở tiền mùa giải. Và cùng chờ xem Lăng Đi sẽ build nó như thế nào. Nhưng mà các bạn cần phải xử lý đi đường an toàn nha. Như ván này Lăng Đi xử lý đi đường là bị cá sấu nó đè lên xong vi nó lên nó đai trụ chết hoài à. Nhưng mà nhả nó ra một nhịp thôi là nó farm lại tiền không này anh em ơi. Tiền với sát thương này, Lăng Đi vẫn là người lít tiền và lít sát thương cho cái lobby này. Mặc dù Raton của Ocean đã có một màn đi đường rất ấn tượng, nhưng con Gangplank này thả nó ra farm một nhịp nó có đồ nó nối thùng đầu. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi một game đấu của Captain Lăng Đi với con bài Gangplank. Ván này đi đường thì hơi lỏ nhưng mà vào team pha nối thùng thì vẫn chất lượng và tin vui trở lại là với mùa 14 không bị giới hạn bằng đồ thần thoại. Gangplank sẽ có thể có những pha one shot. Hẹn gặp lại anh em ở những giao án khác tìm một giải anh em nhé. Bye bye.